Thực ra nếu mà để cảm ơn Trinh Vũ á, thì đối với Will á là suốt 8 năm làm nghề, mình chưa có một người em nào thật sự trong nghề cả. Mà bởi vì là đa số là toàn là người yêu chứ phải người em. Anh tình yêu của anh làm nhạc nha. Tại vì bản thân Will cũng không có em gái, nên là để gọi là em gái thật sự với một người anh trai á, thì chắc lẽ là Trinh Vũ là đứa em gái đầu tiên trong nghề. Rất cảm ơn Trinh Vũ vì đã tham gia vào chung với một quản lý với Van. Và nếu mà giữ được cái mối quan hệ này lâu dài thì có lẽ là nó cũng rất tốt. Bởi vì thực ra là đối với người nghệ sĩ, để có những người anh em trong nghề cũng rất là khó. Cảm ơn anh. Bạn mà ở trong showbiz thì thực sự là khó kiếm. Tại vì nhiều khi bạn của mình lâu lâu cũng là đối thủ của mình. Tại vì mình cùng là làm nghề trong showbiz, thì đối thủ thì cạnh tranh lành mạnh. Ví dụ như là một cái show thì có thể, nếu mà không dành cho mình thì có thể là dành cho bạn mình. Thì lâu đôi khi nó không tránh khỏi những cái sự đố kỵ. Chính vì vậy mà tìm những cái người bạn trong showbiz mà không có sự đố kỵ với nhau hay là thực sự chân thành thì nó rất là khó. Nhờ là em về công ty với anh thì em mới là có gọi là một cái nhóm bạn chơi chung, và có một cái người, một tiền bối để em hỏi những cái vấn đề mà liên quan tới trong showbiz. Ví dụ như là những cái mà em chưa từng gặp bao giờ. Nói chuyện với anh Will và em tâm sự với anh Will thì em hiểu hơn. Và gọi là có người để chia sẻ. Một người anh trong showbiz. Có một lần là anh nhớ rất là rõ là lúc đấy là anh vừa biết em qua một anh đạo diễn là anh Vũ Ngọc Phượng. Thì ngày hôm đó đi chơi chung về, thì đúng thật ngày hôm đó là anh rất có cảm tình với em. Bởi vì đó là lần đầu tiên và anh chỉ thấy em trên phim thôi. Thì cũng mọi người hôm đấy cũng đưa đẩy kia là trời, Will Trinh Vũ này dễ thương đẹp nè, sao em không làm quen. Cái anh nghĩ ừ ha, sao mình không ừ ha cũng được, cũng dễ thương cũng hiền. Mà lúc đó gặp, lúc đó là em cũng đang hơi lân lân say say. Tại hôm đó là liên hoan, mọi người nói Will đưa Trinh Vũ về đi. Tốt rồi. Nhưng mà sau mình nghĩ lại, lúc sau lại nghĩ lại, mình nói là thôi em không có làm vậy được, anh không làm vậy được. Sau đó anh định làm gì mà không làm vậy được? Anh không đưa em về được. Tại vì ở đó rất nhiều người mà anh lại đưa em về một mình nó thì kỳ. Thì anh mới kêu anh đạo diễn đó đi cùng, đưa Trinh Vũ về. Lúc đó xong về, anh đạo diễn đó có hỏi anh là có thích chung không? Anh kêu là chắc cũng có, tại lúc đó là mới mà, em vừa xuất hiện ở trong showbiz thôi. Thế thì anh cũng về anh suy nghĩ đắn đo rất là nhiều. Nhưng mà mình suy nghĩ một hồi, mình thấy bé này nó không hợp. Thực ra là mình cũng không hợp làm bạn trai bạn gái, mà chỉ hợp làm anh em bạn bè thôi. Thì thật sự là lúc đó là, đúng thật là nếu mà thực sự lúc đó mà anh tán tỉnh em thì chắc giờ này là mình sẽ không ngồi đây và kể tốt về nhau như thế này. Nghĩa là nó là cái duyên ấy. Thì những cái người mà đưa cho mình ra những cái lời mà khuyên mà thực sự chân thành và góp ý như thế thì không phải là lúc nào cũng có. Em có làm lỗi gì với anh không? Có, hơi nặng. Nghĩa là lúc đó là em cũng nghe mọi người kể về anh. Trong cái thời gian mà anh có khá là nhiều lùm xùm chuyện cá nhân, thì là lúc đầu em cũng có nghĩ không có thiện cảm với anh. Bởi vì nghe họ kể, cho đến khi mà mình làm việc cùng nhau, em tìm hiểu anh qua cái tính cách của anh, qua những cái lúc mà mình làm việc chung hay là mình nói chuyện với nhau, thì em mới hiểu là thực ra thì nó không như những cái gì mà báo đài nói, hay là không như những cái mà người ta kể một chiều. Như vậy thì cái gì cũng có hai mặt của nó, và nghe cái chuyện người ta kể rồi thì cũng phải nghe cái việc mà cái chiều của anh nữa, xem là cái câu chuyện nó thực sự như thế nào. Thì lúc đó thì cũng hơi vội vàng phán xét một tí, xin lỗi lúc đấy nghĩ xấu về anh. Bắt tay đi. Bắt tay. Ở hai vị trí này như lại cảm thấy được cái sự trải lòng. Có thể là hai bạn chưa có dịp để mà nói cho nhau những điều mà nãy giờ nói đâu. Ngay cả Như cũng biết là tất cả những mối quan hệ đối với em nghĩ á, là từ bạn bè, anh em, gia đình hay là vợ chồng hay là người yêu, cái mưu cầu duy nhất của mình là hạnh phúc, là vui vẻ. Nên là khi mà đến với nhau để có được cái niềm vui đó rất là khó, mà đặc biệt là đối với nghệ sĩ mình. Nên là em nghĩ là đây cũng là một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của tụi em, để khi mà thấy là để tìm được một người thật sự như vậy nó không có dễ trong showbiz mình. Thật sự thì không chỉ riêng gì showbiz đâu, mà cả bên ngoài nữa, tất cả những mối quan hệ để tìm được một người hiểu mình, một người có thể mà đồng hành với mình, một người có thể thông cảm cho mình nó rất là khó, nhưng mà không phải là không có. Do đó hãy trân trọng tất cả những mối quan hệ xung quanh. Và cảm ơn Will và Dương Vũ đã đến với chương trình Giải Mã Tri Kỷ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và tất nhiên sẽ có một món quà của chương trình dành cho hai bạn. Hy vọng là hai cái ly này nó sẽ đồng hành với hai bạn trong những buổi họp của công ty. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại.